tôi rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SET TV trong chương trình Lời Chưa Nói. Thưa quý vị, ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ liên quan đến một đề tài rất là nóng hổi trong thời gian gần đây. Nhưng mà trước khi gửi đến cho quý vị câu hỏi này thì Hồng Tứ xin được gửi lời chào đến Ngọc Ánh. Hello em. Dạ vâng, Ngọc Ánh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và chị Hồng Tứ cũng đang cùng đến với chương trình Lời Chưa Nói. Thì hồi nãy là chị có bật mí hé hé là cái câu hỏi ngày hôm nay là nó liên quan đến rất là nhiều chủ đề dạo gần đây dậy sóng đúng không? Thì bây giờ em cũng sẽ gọi là bắt đầu câu hỏi này. Phải chăng chúng ta tự cho đàn ông cái quyền là bắt cá hai tay, và khi mọi chuyện bị vỡ lẽ thì người bị chỉ trích nặng nề nhất lại là người phụ nữ thứ ba? Thì câu hỏi này nếu như mà quý vị để ý, dạo gần đây khi mà chúng ta lên ở trên Facebook nha, những mạng xã hội hay là thậm chí là YouTube, thì họ đăng rất là nhiều những cái đoạn video từ phụ nữ đi đánh ghen, rồi người thứ ba, rồi thêm một cái danh từ, một cái từ mới nữa mà hiện nay người ta xài rất nhiều để chỉ người thứ ba là Tuesday chẳng hạn, hay là chữ trà xanh, thì đây là những cái từ ngữ rất là mới để mà chỉ người thứ ba. Vậy thì quay trở lại câu hỏi này là phải chăng chúng ta cho đàn ông cái quyền bắt cá hai tay, để rồi cuối cùng cái người mà chịu chỉ trích nhiều nhất không phải là người đàn ông mà lại là người thứ ba. Đó, tại vì quý vị lên xem video thì đâu có bao giờ thấy là người vợ đi đánh người chồng, mà toàn là người vợ đi đánh cô bồ nhí thôi. Chính xác. Thì với cái trường hợp này thì em nghĩ sao nè? Em thấy thật sự ra là câu hỏi này đúng chứ, tức nghĩa là khi mà đưa ra cái khía cạnh là chúng ta đang tự cho cái cánh đàn ông cái quyền gọi là bắt cá hai tay, xong rồi khi lên mọi chuyện thì cái người bị chỉ trích đầu tiên, người bị đánh đầu tiên thì lại là người thứ ba. Mặc dù là có thể là trong câu chuyện đó thì có thể là cái người vợ đánh cả hai luôn, nhưng mà chung quy lại khi mà cộng đồng mạng mình lên mình bình luận, mình comment hay là mình nói chuyện qua lại thì cái người đầu tiên mà mình phải đi xử lý trước thì phải gọi là người thứ ba, mà không phải là người đàn ông. Trong khi cái câu chuyện em để ý có một số người nói rất là hay, đó chính là người thứ ba sẽ không bao giờ xen vô được nếu như mà người trong cuộc không có vấn đề gì cả. Đồng ý. Cho nên em nghĩ là cái người đầu tiên mà nên bị chỉ trích nhiều nhất nên là người đàn ông, xong rồi mới tới người thứ ba. Tại vì thật ra nếu như mà người thứ ba kia là ở cái vị trí là vô tình đi, thì họ cũng, thì cái đó mình không bàn tới, nhưng mà nếu mà họ cố tình thì cũng có phải là ở giữa mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng có một cái vấn đề nào đó. Đúng. Khiến cho là cái người này cũng phải muốn đi, đúng không chị? Đúng, nhưng mà chúng ta cũng phải hỏi lại lý do tại sao mà lại hình thành cái suy nghĩ là mỗi lần có người thứ ba xen vào thì người phụ nữ sẽ đi gặp người thứ ba, chứ không phải là giải quyết nội bộ là nói chuyện với người chồng. Thì mình cũng nói ngày xưa, ông bà ngày xưa có cái câu là trọng nam khinh nữ, là kéo dài đến ngày hôm nay có một vài gia đình thì họ vẫn trọng nam giới hơn là nữ giới, có nghĩa là đẻ con trai thì rất là thích, còn con gái thì không có thích bằng. Thì với cái quan niệm mà người thứ ba đó, cái này là riêng cá nhân Hồng Tứ nghĩ thôi, tại vì ngày xưa cái chuyện mà đàn ông năm thê bảy thiếp là cái chuyện thường. Dạ đúng rồi. Bởi vậy cho nên đó, từ ngày xưa đến ngày nay, khi mà đàn ông họ có một người vợ bé, một người vợ nhỏ, vợ lẽ ở bên ngoài, thì cái cô vợ không có quyền la người đàn ông, tại vì đó là một cái chuyện hiển nhiên và bình thường trong xã hội ngày xưa. Cho nên theo một cái cách nào đó mà những cái tư duy, những suy nghĩ này nó đi theo con người, đi theo những người, đặc biệt là bên phía châu Á thì rất là nhiều, đi theo những người châu Á và từ từ hình thành cái quan niệm đó, truyền từ đời này sang đời kia. Cái thế là nghiễm nhiên những người phụ nữ nghĩ rằng là ồ, đàn ông mà đi thêm một người thì cũng là một cái chuyện bình thường thôi. Cho nên cái người mà cần phải giải quyết là cái người thứ ba chứ không phải là đàn ông, tại vì đàn ông không bao giờ sai. Nhưng mà không phải lúc nào những quan niệm này cũng đúng, cho nên từ ngày xưa đến ngày nay xã hội thay đổi và tư duy của con người cũng thay đổi, kỹ thuật cuộc sống hiện đại hơn, tư duy hiện đại hơn, và cái đời sống một vợ một chồng nó bắt đầu nó hình thành. Chính vì vậy mà ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn lại, nếu như mà trong trường hợp là có người thứ ba xen vào thì nên khoan, hãy đi gặp người thứ ba đã, mình phải lo chuyện nội bộ trước. Dạ, đúng giải rồi. Quyết xong chuyện nội bộ rồi chuyện ở ngoài mới tính sau, đúng không em? Dạ đúng, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị. Rồi thì bây giờ mình qua đến cái vấn đề thứ hai nha quý vị. Cái này thì không phải là một câu hỏi lắm, nhưng là một trong những tình trạng mà dạo gần đây cũng gặp được rất là nhiều. Thì chị nói như thế này, dạo gần đây chị nghe mọi người bàn tán khá nhiều về việc nữ quyền. Mọi người đều đòi nữ quyền, chị lại cảm thấy nữ quyền đã bị khẳng định sai chỗ, sai vị trí. Các em thấy như thế nào? Em thấy là thực sự ra khi mà cái câu chuyện nữ quyền á, thực ra là hoàn toàn hợp lý. Ví dụ như là cũng có những cái trong lịch sử của mình hay học đi, thì cũng có những cái cuộc biểu tình liên quan đến vấn đề nữ quyền để mà phụ nữ cũng được bầu cử như là những người đàn ông bình thường. Thì cái đó hoàn toàn đúng chỗ, không có sai. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta lại dùng, em cũng thấy là nó hơi bị over, tức nghĩa là hơi quá so với cái việc là mình đòi khẳng định nữ quyền. Ví dụ như là những người phụ nữ, hoặc là thậm chí là họ
đang những người phụ nữ thành công, thành đạt thì họ lại cho mình một cái quyền là mình có quyền trêu đùa tình cảm với những người khác. Đó có nghĩa là họ cũng muốn được những cái gì như là người đàn ông trước kia đã làm. Mặc dù thì trong lòng mình thì mình vẫn chỉ trích những người đàn ông như vậy, nhưng mà những cái hành động hoặc là những cái lối sống của mình thì lại bắt chước theo. Cho nên là bản thân em cảm thấy là hiện giờ cái gì mình cũng đòi nữ quyền quá, thì cái đó bản thân mình thấy là cũng hơi bị sai chỗ một chút xíu. Tại vì cái này là em không có bên về cánh đàn ông, nhưng mà em nghĩ rằng là phụ nữ dù như thế nào sinh ra mình cũng đã hơi thiệt thòi rồi. Phải nói là ví dụ như là 9 tháng 10 ngày mang thai nè, rồi cũng có những ngày khó ở nữa. Cho nên là những cái việc này hoàn toàn là những cái việc là bản thân mình là mình cũng được gọi là phá yếu. Cho nên là tại sao mình không có những cái suy nghĩ mà mình khẳng định nữ quyền nó hợp lý hơn, mình đòi hỏi những cái hợp lý hơn, ví dụ như là về vấn đề lương bổng đi. Đúng. Lương bổng thì thật sự ra hiện giờ cũng có rất là nhiều trường hợp, nữ diễn viên diễn cũng rất là hay, nhưng mà ngay tại Hollywood của mình luôn thì cái phần vấn đề về lương bổng lại không bằng nam diễn viên. Trong khi là khẳng định một điều là cả hai diễn hoàn toàn hay, chứ không phải là phụ thuộc vào vấn đề là ai tốt hơn ai. Hoàn toàn đồng ý với Ngọc Ánh. Tại vì như thế này thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc về cái chữ nữ quyền thì ngày xưa họ tranh giành cái nữ quyền để làm gì? Cho nơi công việc. Ngày xưa thậm chí là phụ nữ không được đi làm, cứ phải ở nhà, thì bây giờ là chúng ta được đi làm. Rồi quyền được bầu cử thì phụ nữ cũng bây giờ cũng có quyền được bầu cử, và rất là nhiều những cái quyền khác để mang lại lợi ích cho chị em phụ nữ. Nhưng mà một khi tất cả mọi việc cũng như vậy, chúng ta đều phải nhìn vào việc chứ đừng có nhìn vào người. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta lạm dụng là ồ, cái chuyện này tôi không làm được tại vì tôi là nữ quyền, tôi không muốn làm, này là cánh đàn ông phải làm. Tại vì Hồng Tư để ý có rất là nhiều chị em nha, lúc mà cần sử dụng cái nữ quyền đó thì sử dụng rất là triệt để, chẳng hạn như là ở chỗ làm việc sử dụng rất là triệt để, nhưng mà đến khi mà cần một cái gì đó mà mềm mỏng hơn thì phải nói là ô, em là phái yếu mà em đâu có làm được. Thì đó, nói chung là cái việc nữ quyền chúng ta nên sử dụng đúng nơi, đúng chỗ, đúng việc để mà cho cái nữ quyền này nó không bị lạm dụng. Tại một khi mà đã bị lạm dụng rồi, nó sẽ không còn giá trị nữa. Dạ đúng rồi, với lại nữa là nếu như mà mình cứ luôn luôn mình đòi hỏi nữ quyền quá thì thậm chí là không phải chỉ mình cảm thấy mệt mỏi, mà tại vì cánh đàn ông, những cái người mà những cái người phụ nữ thậm chí là đã có gia đình rồi, họ cũng tự cho mình cái quyền là tại vì bây giờ là nữ quyền cho nên là hoàn toàn họ muốn làm cái gì thì đàn ông họ làm cái gì là phụ nữ phải y chang như vậy. Như em nói, những cái việc như là ngoại tình hay là những cái việc khác, thậm chí là họ còn coi thường luôn cái việc là những người đàn ông ở nhà đi làm nội trợ đứng với sau hậu phương thì lại là những người vô dụng. Thì bản thân em thấy là nữ hiện tại thì mình cũng là gọi là công bằng về giới tính rồi, cho nên là em nghĩ là cái việc mà ai ở nhà nhiều hơn hay là ai đi làm nhiều hơn nó không có quan trọng. Đúng. Quan trọng là mình nên đặt người, thay có nghĩa là đặt cái vấn đề là tài năng nè, năng lực nhiều hơn, mình trau dồi bản thân mình nhiều hơn, thay vì là mình cứ đi đòi nữ quyền. Tại vì càng đòi nữ quyền thì em thấy là cái sự mất cân bằng giữa hai giới tính lúc nào nó vẫn còn tiếp tục. Đúng. Và thêm một cái nữa, Hồng Tứ rất là không thích khi mà bố mẹ nói con là ồ, con là con gái, con bị thiệt thòi. Hoàn toàn không thích. Tại vì sao? Cái thiệt thòi hay không là do suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Riêng bản thân của chị nha, rất là thích làm con gái. Lý do tại sao? Lúc mà mình làm được cái gì đó thì mình tự làm. Nhưng mà nếu mà làm không được, tại vì sức khỏe của mình không đủ, mình khiêng đồ nặng quá không được, thì những anh con trai sẽ nhào lại để mà phụ mình liền. Còn đối với lại con trai đôi khi nha quý vị, khiêng mà không nổi đó thì sẽ bị những người con trai khác trêu chọc là ồ, tại sao khiêng đồ không nổi, vân vân. Cho nên cái việc mà sinh ra làm con gái thì chỉ thiệt thòi, có nghĩa là cái sức khỏe của mình không bằng những người con trai. Tuy nhiên mình không có thiệt thòi về mặt gọi là tính cách nè, hay là cách sống của mình thì mình không có thiệt thòi. Cho nên hy vọng là những bố mẹ nào ở nhà đừng truyền cho con cái của mình là ồ, con là phụ nữ, con bị thiệt thòi. Đừng truyền ra như vậy để làm cho các em bé cảm thấy là mình bị tụt hậu hơn, mình bị thấp kém hơn. Mà hãy nói là con chỉ kém về sức khỏe một chút xíu thôi, nhưng mà những mặt khác con vẫn có thể làm được, để cho các em có thêm những cái động lực trong cuộc sống này. Thì bây giờ chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút trước khi gửi đến cho quý vị những câu trả lời đến câu hỏi tiếp theo nha. Thank you.
rất là cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình Lời Chưa Nói. Thì hồi nãy là mình đã đi qua rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến vấn đề nữ quyền người thứ ba. Thì bây giờ có thêm cái câu hỏi nữa, nó cũng liên quan đến vấn đề hôn nhân luôn. Thì cái câu hỏi này em thấy là rất là thường gặp ở trong những cái gia đình châu Á, là chồng trọng bạn hơn vợ và con, bắt chị dọn dẹp và lo đến tận khuya. Bạn của chồng chị thì cũng không phải là người xấu nhưng mà lại không có tế nhị. Theo hai em thì có phải những cái điều này chị có đang đòi hỏi quá đáng hay không? Hoàn toàn không quá đáng. Cái gì chứ, ở nhà mà những anh chồng nào mà để cho vợ mình cực, mà biết là thấy vợ mình cực như vậy mà vẫn tiếp tục làm thì chị hoàn toàn không đồng ý. Với lại thêm một cái, nếu mà trọng bạn hơn vợ thì lại là càng không. Đặc biệt có một cái mà Hồng Tứ để ý nha, có nhiều người nói là ồ, về nhà sợ vợ quá vậy, sao về nhà sợ vợ quá vậy, không có coi bạn bè ra gì mất mặt mũi. Mà đa phần đó cánh đàn ông, phụ nữ cũng vậy, ai mà không trọng mặt mũi đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình phải biết là cái nào nặng, cái nào nhẹ. Tại vì người vợ ở nhà họ làm rất là nhiều việc rồi, họ cũng phải đi làm, họ vừa phải chăm con chăm cái. Cho nên về đến nhà nếu như mà phụ được vợ những cái thứ lặt vặt nào đó thì phụ. Tại vì thật sự nha, khi mà một người mà ở cùng một nhà với mình đó, mình không có phải đòi hỏi là ồ, anh là phải biết nữ công gia chánh, anh phải biết nấu ăn, giặt đồ, quét nhà vân vân. Nhưng mà các anh thử về đi, không cần vợ mình lên tiếng mà thử làm một vài việc vặt nhỏ thôi. Chẳng hạn như cầm cái chổi lên quét cái nhà, nhỏ xíu vậy thôi, không cần phải kêu nha, là tự nhiên chị vợ cảm thấy là ồ, thì ra là cũng biết ngó tới ngó lui, cũng có quan tâm đến cuộc sống gia đình nhà cửa, là tự nhiên là không cần các anh làm nữa, chắc chắn luôn. Tại vì đa phần đó, Hồng Tứ để ý, người phụ nữ lúc nào họ cũng muốn là chăm sóc. Cái bản năng mà chăm sóc cho những người xung quanh là cái việc dĩ nhiên. Nhưng mà nhiều khi làm mệt quá, mệt chúng em cực, mệt rồi cũng tức chứ. Mà nhất là đối với lại những người bạn nữa thì chúng ta phải xem gia đình với lại bạn bè thì chắc chắn là gia đình phải hơn. Dạ đúng rồi, hoàn toàn đồng ý. Tại vì hiện giờ vẫn rất là nhiều những anh đàn ông, những cánh đàn ông vẫn còn cái suy nghĩ là những cái việc nữ công gia chánh, những cái việc nội trợ là hoàn toàn từ phía của người phụ nữ, hoàn toàn từ phía của người vợ. Thì cái này em thấy hoàn toàn không đồng ý nha. Tại vì làm việc nhà cũng rất là mệt, cũng là một cái công việc mình cũng cảm thấy là mất rất là nhiều công sức. Đúng. Như quét một cái nhà thôi, nội từ phòng khách ra tới phòng bếp rồi lại đi ngược qua các phòng ngủ là cả một cái quá trình rồi. Rồi bây giờ lại tiếp tục rửa chén, nấu cơm, nhưng mà các anh lại không thông cảm mà cho là những cái việc này nó quá vặt vãnh. Toàn là những cần cái việc kiếm tiền, những cái việc lớn lao hơn mới là việc của cánh đàn ông. Thì cái này là trọng nam khinh nữ một cách vẫn còn rất là nhiều những cái phong tục tập quán. Em nghĩ là mình cũng nên thay đổi để mà giúp cho người phụ nữ cũng giống như là giúp cho gia đình của mình trở nên cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Và trong trường hợp của chị đó thì chị có nhắc đến là người bạn thì họ không có phải xấu tính nhưng mà họ không có tế nhị. Nhưng mà thôi, cái việc mà Hồng Tứ muốn chị làm trước đó là giải quyết chuyện nội bộ. Có nghĩa là cần gì, muốn gì, cảm thấy như thế nào thì nói chuyện với lại anh chồng trước. Chứ đừng có đổ thừa cho người bạn là ồ, tại người bạn ở quá khuya, không có tế nhị. Tại vì nếu như mà anh chồng không lên tiếng thì người bạn vẫn ở thôi. Cho nên mình giải quyết nội bộ trước chị nha. Còn bây giờ chúng ta đến câu hỏi kế tiếp. Thì câu hỏi này Hồng Tứ muốn đưa ra tại vì nó cũng hơi liên quan đến cái việc làm việc nhà. Em phải làm sao đây ạ? Nhà em có hai chị em trai em là con út nên mẹ cưng như cưng trứng. Bây giờ đã 18 tuổi nhưng không biết làm gì cả, đến nấu cơm còn không biết. Em góp ý thì mẹ em cho rằng em trai còn nhỏ, còn cần mẹ chăm sóc. Tình thương là không đều, em hiểu điều đó, nhưng đặt sai vị trí sẽ không tốt. Sao em? Rất là 18 tuổi. Trong tất cả các gia đình châu Á là nếu như mà những bạn nào mà có em trai, đặc biệt em để ý là em trai là nhiều. Tại vì em gái thì hơi không có, có thể là chia đều, nhưng mà em trai thì em thấy là những trường hợp này rất là xảy ra hàng ngày luôn. Thậm chí là bố mẹ còn cho rằng là 18, 19 tuổi vẫn là một cậu thiếu niên 12, 11 tuổi, thậm chí là 5 tuổi em bé trong nhà. Dạ đúng rồi, không biết làm một cái gì cả. Hoặc là thậm chí là còn nói là ra đường nó rất là hiền, nó rất là nhát, không biết làm gì cả. Nhưng mà thật sự ra là những cái câu nói đó, hoặc thậm chí là những cái hành động nhỏ nhặt đó, như cái việc là lúc nào cũng hỏi là con ơi con ăn cái gì chưa, con ơi con có cần mẹ nấu hay không, con có cần mẹ đón hay không. Những cái câu hỏi đơn giản mỗi ngày như vậy, từ ngày nó sẽ hình thành ra một cái tính cách của một cái cậu bé là bây giờ tôi không biết làm gì hết. Đúng. Ra đường thì tôi cũng sẽ có người giúp, cần cái gì cũng sẽ có người tới giúp đỡ. Chứ không phải là tự mình tự lập xoay chuyển những cái vấn đề của mình. Hay là thậm chí cái việc mà đói cũng phải cần người nấu cơm thì em cảm thấy cái này nó hơi quá đáng một chút xíu. Đúng. Nhưng mà bạn thì bạn cũng hiểu một điều rằng là không biết khuyên như thế nào.
Tại một phần là chắc là con út cho nên là chắc là được chiều lắm đây. Thì đúng như Ngọc Ánh nói, cái tình trạng này gặp rất là nhiều thưa quý vị. Và nói thẳng ra đó là không có ai mà sanh ra đời mà biết làm tất cả mọi việc cả. Cái chuyện mà nấu cơm, giặt đồ, quét nhà vân vân, không có ai mà mới ra mà biết hết. Thì tất cả đều phải cần qua cái việc rèn luyện học tập. Mình tập từ từ, mình làm mỗi ngày một ít thì mình biết. Và riêng với những phụ huynh thì đa phần họ nghĩ là ồ thôi, con mình lo được ngày nào thì mình lo ngày đó. Nó còn nhỏ mà, cho dù mà chắc chắn luôn, cho dù là 40 mấy 50 mấy, đối với lại ba mẹ thì chúng ta cũng đều còn nhỏ hết. Nhưng mà thương phải có chừng mực. Tại vì nếu như mà một ngày chúng ta nằm xuống và cậu con trai nhỏ bé đó không biết làm gì hết thì ai sẽ là người chăm lo? Cho nên thiết nghĩ đó, cái tình thương của bố mẹ dành cho con nên là tình thương mình quan tâm từ xa. Dạ, đúng. Có nghĩa là sao? Để cho những đứa con của mình có một cái không gian phát triển, có một không gian học tập và rèn luyện ngay từ khi trong ở gia đình, để mà sau này đi ra ngoài xã hội, ở ngoài xã hội họ sẽ không có chăm trước cho mình từng ly từng tí, mà hễ sai là họ sẽ nói là mình sai, chứ không có giống như trong gia đình. Cho nên còn phạm vi ở trong gia đình là một trong những phạm vi an toàn để mà các em có thể phạm sai lầm và có thể làm lại một cách trong phạm vi an toàn, trong cái vòng bảo bọc đó. Mình nên quan tâm từ xa, có nghĩa là để cho con làm đi, chừng nào mà con làm không được, sai cái gì thì mình hãy nhảy vào mình chỉ. Dạ chính xác, tại vì hiện giờ không phải là chỉ có châu Á đâu nha chị, mà tại vì nước ngoài nữa. Tại vì ở đây thì tụi em có cái câu hay dùng cho một cái từ cho những cái bạn mà hay cái gì cũng cần mẹ giúp đỡ đó, thì là mama boy. Con trai cưng của mẹ. Dạ đúng rồi, cái gì cũng cần mẹ hết, cái gì cũng kể cho mẹ nghe. Thậm chí là bây giờ bạn gái giận không nói chuyện vài ngày cũng phải kể cho mẹ nghe cho bằng được. Để thậm chí là em cảm thấy là nhiều khi mình là người ngoài nữa. Còn ví dụ như là những cái bạn như vậy khiến cho bạn gái của mình cảm thấy là rất là khó chịu. Đúng. Tại vì thực ra là nhiều khi cái chuyện nó không có đáng, nhưng mà đến tai của phụ huynh thì sẽ là một câu chuyện khác nữa. Và thậm chí là những người mẹ gọi là cuồng con trai đó thì sẽ nghĩ là cô bạn gái này ăn hiếp con trai của mình. Thành ra nó vô tình đi, sau này cho dù là mình có cưới cái cô bạn gái này về nhà thì chắc chắn là vô tình hình thành lên một cái tình cảm không có tốt đẹp cho lắm. Tại vì người này sẽ mặc định là cái cô này dữ lắm nè, cái cô này không có thương con trai của mình, lúc nào cũng ăn hiếp nó hết. Cho nên là bản thân em cảm thấy là những bạn trai thì cũng nên thay đổi một chút xíu. Ví dụ như là mình cũng nên tự giác nhiều hơn cho rất là nhiều việc, như là mình tự học cách nấu cơm, tự học cách chăm sóc bản thân mình. Tại vì em cảm thấy là cái gánh nặng mà mình có thể nhẹ nhàng nhất đó chính là mình tự chăm sóc bản thân mình tốt nhất. Rồi mới đến những cái việc trọng đại hơn như là kiếm tiền hay là ra đường đi làm. Này kia một số người như em nói đó, suốt ngày cứ nghĩ là đi làm những cái việc lớn thì mới được gọi là trưởng thành, mới được gọi là không có còn gánh nặng nữa. Nhưng mà cái em thấy dễ dàng nhất đó chính là chăm sóc bản thân đúng mình là tốt. Đúng như chị? Vậy thì bây giờ mình sẽ qua một cái câu hỏi tiếp theo. Thì em thấy câu hỏi này thường dạo gần đây cũng rất là nổi. Hai cháu cho cô ý kiến là cách đây vài hôm cô gặp một cái gia đình bạn, con trai của họ là người đồng tính. Dĩ nhiên cô không có ý khinh thường hay kỳ thị, cô rất là thương cảm cho họ vì không được công bằng. Nhưng khi cô tỏ ra quan tâm cậu bé một chút thì cậu bé lại có thái độ khó chịu và không thích. Vậy làm như thế nào mới được xem là công bằng với cộng đồng LGBT đây? Cái này theo cá nhân của Hồng Tứ thôi, tại vì Hồng Tứ cũng có một vài người bạn là thuộc cộng đồng LGBT. Thì nói thật ra đối với lại cộng đồng này đó quý vị, chúng ta không có nên làm gì mà quá gọi là quá chăm sóc. Quá rồi. Để ý để làm gì, hãy đối xử, nếu mà nói về cái chữ công bằng thì hãy đối xử họ giống như là những người bình thường dạ, khác. Đúng rồi. Nếu như mà cô vào nhà và cô gặp một người con của bạn cô thì cô đối xử như thế nào, cô đối xử y chang như vậy và coi như là cậu bé này không phải là giới tính thứ ba. Dạ chính xác. Nhưng mà thêm một cái điểm thứ hai nữa đó là có nhiều người nghĩ là ồ để trêu đùa họ một chút có nghĩa là mình cảm thấy là cái chuyện này nó không có gì, thì đừng trêu đùa, trừ khi nào mà bắt đầu thân với nhau thì lúc đó những cái câu chuyện này nó mới được gọi là chuyện cười. Còn nếu như mà không thân với nhau thì những cái việc trêu đùa trước mặt người cộng đồng giới tính thứ ba là chuyện không chấp nhận được. Tại vì sao? Có nghĩa là mình đối xử với họ một cách công bằng nhưng mình không đem cái giới tính của họ ra thành một đề tài để mà bàn cãi. Hoàn toàn chính xác. Cho nên cái việc mà có thể là cô tỏ ra quan tâm một chút xíu là mình dành một cái tình thương đặc biệt, nhưng mà đôi khi cái tình thương đó nó mình thể hiện hơi không có đúng. Cho nên bản thân em như cùng chị Hồng Tứ hoàn toàn đồng ý là những cái người giới tính thứ ba đó hoặc là những người cộng đồng LGBT thì hoàn toàn cứ nên đối xử như những người bạn bình thường. Thậm chí là có mình còn trở thành thân thiết hơn thì cái đó không thành vấn đề. Tuy nhiên thì nếu như mà để trêu đùa thì cũng hãy để cái mức độ, tùy cái mức độ thân thiết mà mình hãy làm nhé. Và chương trình Lời Chưa Nói với cái chủ đề ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua hộp thư của chương trình, đó chính là chuyện Lời Chưa Nói set@gmail.com. Và nếu như quý vị khán giả vẫn chưa cơ hội theo dõi trên TV thì hoàn toàn có thể theo dõi lại trên hệ thống YouTube của đài, đó chính là Sài Gòn Entertainment Television vào mỗi thứ bảy hàng tuần nhé. Ngọc Bảo rất là cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng rằng hai chị em sẽ gặp được quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.
Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng Vạn Niềm Vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu.